Tiền đạo U23 Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong phim Gia đình mình vui bất thình lình được chiếu vào giờ vàng trên VTV3 tối 30 tháng 3. Tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Viettel xuất hiện trong tập 7 khi gia đình của ông Toại Bùi Bài Bình đóng vì so kè trên bàn nhậu đã thách đá bóng giao hữu gia đình ông hàng xóm Nhâm Văn Tuất Jimmy Khánh đóng. Mạnh Dũng đóng vai con của ông Tuất tên Nhâm Văn Thìn, nghệ danh thi đấu là Nhâm Mạnh Dũng. Tiền đạo của U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số ngay từ chấm giao bóng. Mạnh Dũng sau đó còn ra thả tim trước Trâm Anh, Khả Ngân đóng, vợ sắp cưới của Danh Thanh Sơn đóng. Với thể hình cùng đẳng cấp vượt trội, đội của Mạnh Dũng nhanh chóng dẫn đội gia đình ông Toại 5-0. Gia đình của các nhân vật chính chỉ có bàn gỡ danh dự đúng phút cuối nhờ cú đánh đầu của chính ông Toại trong tình huống bóng cuối cùng. Phim Gia đình mình vui bất thình lình được chiếu vào khung giờ vàng trên VTV3 đang được khán giả theo dõi nhờ kịch bản hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động khi đặt trên nền tảng mối quan hệ trong gia đình. Nhâm Mạnh Dũng đang trong quãng nghỉ chờ V-League trở lại. Tiền đạo của Viettel chưa ghi bàn sau 4 vòng đầu tại V-League 2023. Chân sút sinh năm 2000 nổi lên sau SEA Games 31, thời điểm Mạnh Dũng trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam với bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan trong trận chung kết.